Mình xin chào các bạn nha. Thì hôm nay á, mình đang có mặt ở cửa hàng xe Mai Duyên. Mình sẽ đến đây mình cập nhật giá mới nhất dòng xe quay Thái vào gần cuối tháng 10 rồi. Vì hôm nay xe về rất là nhiều màu. Chứ đúng ra mình chưa tính cập nhật đâu, nhưng mà sẵn có nhiều màu mình sẽ cập nhật giá luôn cho các bạn. Vì vừa rồi có một bạn nữa là thích cái màu trắng này, thì hôm nay mình thấy màu trắng đã về. Sẵn có luôn màu bạc nè, rồi màu đỏ, màu xanh. Nói chung là hầu như là đã đầy đủ màu đó các bạn. Trước khi báo giá mình sẽ nói địa chỉ của cửa hàng Mai Duyên là ở số 67 Triệu Nương, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Số điện thoại của bạn Tùng là 0946 838 494. Mình sẽ để địa chỉ cũng như là số điện thoại của bạn Tùng trong phần mô tả để các bạn tiện theo dõi, tư vấn giá cả ha. Về phần giá cả thì chiếc xe này mình thấy là nó không có chênh lệch nhiều. Vẫn giữ nguyên so với cái giá cách đây mình báo khoảng 10 ngày trước đó các bạn. Cụ thể thì phiên bản bánh căm đang có giá là 77 triệu. Còn phiên bản mà vành đúc thì sẽ có giá là 79 triệu. Và giá này mình báo là đã bao gồm thuế VAT rồi. Hôm nay mình sẽ đặc biệt quay lâu chút xíu cái phiên bản màu trắng, màu bạc này. Tại vì lâu rồi mới thấy được hai cái màu này hiện diện ở cửa hàng Mai Duyên. Màu này thì mình thấy là hơi ít đó các bạn. Như là màu đen hay màu xanh đó thì thấy hoài. Và cho các bạn xem lại luôn cái cặp vành. Đời này về á thì các bạn chờ mình xíu nha, mình sẽ quay cái bánh xe ra cho các bạn xem. Đây, nó có nút ở ngoài này. Nó không có chữ Made in Thái Lan ở phía trong cái lồng này nữa. Mà thay vào đó, đây là cặp vành có cái nút. Có rất nhiều bạn á không chịu cặp vành mà có chữ Made in Thái Lan, mà đòi cặp vành có cái nút như thế này thì mới chịu. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem kỹ. Những hàng mà xe nhập của Mai Duyên á thì nhập chính hãng từ Honda Thái Lan luôn đó các bạn. Các bạn nhìn nè. Tại vì theo mình được biết như bạn Tùng nói á, thì cửa hàng mình có người quen ở bên Thái Lan luôn. Cho nên là xe nhập về là hàng chính hãng đàng hoàng, chứ không có sợ hàng giả mạo hay gì. Cái vấn đề đó có nhiều bạn xem kênh mình và đã bình luận rất là nhiều ha, lo một lại vấn đề là thai câm thai mâm gì đó. Thì mình xin nhắc lại, mua hàng ở đây là hàng chính hãng của Thái Lan đàng hoàng, không phải là nhập chính hãng, mà là mua chắc chắn là của chính hãng Honda Thái Lan. Các bạn yên tâm vấn đề chất lượng ha. Có nhiều bạn nói là cặp vành của Thái Lan thì nó sẽ dày hơn, cái bản chân này nó dày hơn thì đúng. Nếu so với cặp vành của phụ trợ thì mình thấy cặp vành này, cái chân này nè, các bạn nhìn thấy đây, cái phần này nó làm to ra nè, nó to hơn, mình sờ thì nó sẽ nhám tay mình đó. Cũng là nhờ bạn Tùng nói thôi. Thì lúc trước thì bạn Tùng nói với mình là cái cặp vành mà đời trước thì nó sẽ đóng nút, mấy đời sau này thì là Made in Thái Lan. Nhưng mà hôm nay thì mình lại thấy cặp vành này nó không phải là Made in Thái Lan, mà nó lại là đóng nút ở những cái bề ngoài. Phía mặt ngoài này nè các bạn, đây phía sau cũng có đóng nút đây nè. Và các bạn nhìn đây phía này nè, đó nó rất là dày ha. Cái bề chân phuộc đó các bạn, cái chân của cái mâm nè, cái vành nè, nó rất là to. Còn đây là chân vành của phụ trợ nè các bạn. Nó ốm hơn một chút cái chỗ này nè, nó ốm hơn ha. Phuộc cái vành này á, thì mình sờ nó vẫn là nhám tay mình. Nhưng mà cái chân này thì nó làm không có to được như là ở của Thái Lan. Mà nhìn nè, như là cái chỗ này, phần của Thái Lan á, chỗ này nó nhô ra rất là to. Và những đầu chân vành này nó cũng không có đóng nút. Đây mình gắn chen vào đây cho các bạn xem cái nút nè, đó. Và cái phần này nó to hơn nè các bạn, nó to hơn ha, đều có đóng nút hết luôn nha các bạn. Các bạn cứ yên tâm đi, mua xe ở đây là chắc chắn hàng thật 100%, chứ không phải là như nhiều bạn comment vào nói là như thế này thế nọ. Vì có sao thì mình nói vậy thôi, chứ mình không có tăng bốc hay là nó thêm nó bớt cho bất cứ ở đâu mình đến báo giá hết đó các bạn. Và sự thật, ví dụ như bạn ấy sẽ thắc mắc thế này, đây là phiên bản bánh căm nè,
tem chìm, phục đen, tại sao là vành đúc. Cái đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, do yêu cầu của người tiêu dùng. Bây giờ người ta thích như thế này mà vành đúc, thì cửa hàng có sẵn rất là nhiều cặp vành made in Thái Lan hoặc đóng đúc thế này. Mình đã nói rồi, cửa hàng có người quen ở bên Thái Lan luôn, thậm chí là Ấn Độ ha, người ta sẽ nhập thẳng từ nó về đây cho mình. Hàng rất là thật, rất là Honda Thái Lan luôn, mình khẳng định như vậy. Thì cửa hàng sẽ gỡ cặp vành này ra, gắn vào thôi, rất đơn giản. Hoặc là bây giờ tôi thích cái phiên bản màu trắng này, nhưng mà nó không có bánh căm, tôi muốn xài bánh căm thì sao? Cửa hàng sẵn sàng lấy bánh căm của phiên bản màu đen này, gắn qua cho bạn thôi. Nó rất bình thường ha. Mình không hiểu tại sao có nhiều bạn đặt nặng vấn đề là sợ bị lên giả, mâm giả hay là căm giả gì đó. Nhưng mà mình, các bạn thấy nè, mình quay lần nào mình cũng nói hết, đây là phiên bản bánh căm nè các bạn. Tem chìm, phục đen, nhưng tại sao nó lại đang là vành đúc? Vì có rất nhiều người thích xài vành đúc hơn. Mà bây giờ cái phiên bản mà hiện tại cái màu đó tem nổi thế này hết rồi, thậm chí là cái màu đen yêu thích nó lại là tem chìm thế này, mà tôi muốn xài vành đúc thì sao bây giờ? Thì cửa hàng sẽ lấy vành đúc gắn vào thôi. Rồi sẵn dư cặp mâm đó, cặp bánh vành năng hoa đó, có thể gắn vào cho phiên bản vành đúc cũng được vậy. Như đây là một phiên bản màu trắng ha, vành đúc chính hiệu luôn, tem nổi nè, phuộc sao bạc nè, màu trắng nè, đó vành đúc. Thôi không nói lòng vòng vấn đề đó nữa, bây giờ mình sẽ quay lâu của màu trắng này chút xíu cho những bạn nào thích màu trắng xem ha. Vì màu trắng này lâu rồi mình mới thấy luôn đó các bạn, màu trắng yên đỏ. Phụ trợ Việt Nam mình cũng có màu trắng này, rất là đẹp. Có điều phụ trợ Việt Nam mình thì cái yên nó không phải màu đỏ như thế này. Đây là phiên bản màu trắng phụ trợ Việt Nam ha, yên màu nâu thôi. Còn bên này là phiên bản màu trắng nhưng mà quay Thái Lan. Các bạn biết không, mình vừa nãy mình dừng video, mình có tâm sự với một bạn cũng là nhân viên bán hàng ở đây, thì bạn ấy cũng nói vấn đề giống như mình nói nãy giờ vậy đó. Có nhiều bạn vào đây mua xe và soi rất là kỹ, mua xe mới rồi như mua xe cũ vậy đó. Thì đúng rồi, tại vì người ta bỏ một số tiền mua chiếc quay Thái này rất là lớn, 70-80 triệu, nó gần bằng một chiếc SH, thì đương nhiên người ta có quyền soi. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm, cửa hàng đây là cửa hàng lớn, các bạn nhìn thấy nhập xe về nó khủng cỡ nào. Không ai vì một lợi nhuận mà tráo đổi cái chuyện đó đâu các bạn. Ví dụ như lấy vành của phụ trợ Việt Nam gắn vào, không thể nào có chuyện đó được. Các bạn cứ yên tâm ha. Các bạn biết là nhiều người cũng rất là gành xe, người ta đến đây người ta xem, soi từng con ốc. Bạn ấy nói ha, là soi từng con ốc, mua xe mới mà làm như là mua xe cũ vậy đó. Thì cũng đúng, đó là tiền người ta bỏ ra, người ta có quyền. Và người ta hiểu biết thì người ta có quyền soi. Nhưng mà soi xong rồi vẫn phải mua thôi, vì hàng ở đây là hàng chất lượng. Đó, hàng chất lượng. Người ta không vì lợi nhuận một chút xíu vài trăm ngàn thay đổi một vài triệu đồng mà đánh mất đi cái danh tiếng của người ta, đúng không các bạn? Còn đây là phiên bản màu bạc. Lý do là hôm nay trời cứ mưa hoài đó các bạn, rồi xe đậu rất là chật, mình không thể nào dời ra quay cận cảnh cho các bạn xem từng màu được. Đây là màu bạc, lâu lắm rồi mình thấy được màu bạc này, màu bạc và màu trắng luôn, đậu kế nhau nè các bạn. Mình sẽ quay lâu chút xíu cho các bạn xem ha. Cái sự hiểu biết về xe không phải chỉ có một ngày, một vài người biết đâu các bạn. Khối người biết và họ rất là rành về xe này. Đây là phiên bản màu xanh, vành năng hoa và màu đen vành năng hoa luôn, yên màu đen. Quay Thái, đây là những chiếc xe vành năng hoa chính hiệu luôn ha, tem chìm, phuộc màu đen và vành năng hoa. Ví dụ như bây giờ các bạn thích màu xanh thế này, tem này, nhưng mà thích vành đúc thì cửa hàng vẫn có vành đúc thay thế vào cho các bạn. Vành chính hãng Thái Lan, mình nhắc lại, chính hãng Thái Lan đàng hoàng. Mình xin nhắc lại cái giá chút xíu ha. Phiên bản vành năng hoa các bạn đang thấy này sẽ là 77 triệu. Còn phiên bản vành đúc á, sẽ có giá là 79 triệu. Chắc có lẽ là hôm nãy giờ các bạn thắc mắc mình tại sao mình lại nói nhiều vấn đề này. Vì có nhiều bạn á, vào comment trong kênh mình rất là bất lịch sự. Nói ngược nói xuôi, nói chung là nói đủ kiểu. Thì mình không có thời gian để mình đôi co, nhưng mà
mình muốn làm rõ cái vấn đề này chút xíu thôi. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc video đây luôn nha các bạn. Mình sẽ để thêm số điện thoại của bạn Tùng nè, cũng như là địa chỉ cửa hàng ở trong phần mô tả để các bạn tiện theo dõi ha. Mình sẽ cố gắng cập nhật giá thường xuyên tất cả dòng xe ở đây cho các bạn luôn, ở cả hai kênh luôn, kênh Thái Phạm và kênh Khải Phạm nha các bạn. Bây giờ xin chào các bạn nha.